Đời thứ 49, Thiền sư Đại Huệ Tông Cảo 1089-1163. Gần gũi bạn lành trí huệ sinh, mở mang huệ nhãn bóng trăng in. Tam tâm chẳng được nào đi đến, tứ tướng rộng trang há tử sinh. Năm quẩn giả danh ngời bát nhã, sáu căn hổ dụng quỷ thần kinh. Không ngờ gặp phải lời xàm tấu, may rủi xưa nay diệt thế tình. Thiền sư Đại Huệ Tông Cảo họ Hề, người dùng Tuyên Thành, 17 tuổi xuất gia, ở diện Huệ Dân thuộc Đông Sơn. Sau đó ngài theo học và làm thị giả cho thiền sư Trạm Đường. Thời gian sau, Trạm Đường lâm bệnh nặng, bảo ngài đến tham học với thiền sư Viên Ngộ. Một hôm tổ Viên Ngộ thượng đường thuyết pháp, nghe pháp xong ngài liền tỏ ngộ. Tổ bèn sách tấn thêm. Ngài hỏi: Bạch Hòa Thượng, hữu cú vô cú như dây leo bám cây, nghĩa ấy thế nào? Vẽ mãi không được, tả hoài chẳng xong. Nếu cây ngã dây khô thì thế nào? Thì chết theo vậy. Ngài vui mừng nói: Con đã hiểu ra rồi. Về sau Trương Ngụy thỉnh ngài về trụ ở Kính Sơn, đồ chúng theo thăm học đến 2.000 người. Do tể tướng ganh ghét xàm tấu, ngài bị giáng chức một thời gian. Vào niên hiệu Long Hưng thứ nhất 1163, đời Tống Hiếu Tông, ngài có chút bệnh, liền nói với đệ tử: Ngày mai ta sẽ đi. Đến canh năm hôm ấy, ngài đích thân viết di biểu và thư cho Trương Ngụy. Thị giả thỉnh kệ, ngài viết xong an nhiên thị tịch. Vua ban hiệu là Phổ Giác, tháp hiệu là Bảo Quang. Bài 8. Núi báo bịt mũi, từ minh điếc tai, Phật pháp sáng chói, trúc bề nhắc ai. Cây đổ bìm lay, ngộ ngay pháp ấn, nồng nặc tanh hôi đầy tràn khắp cõi. Đời thứ 49, Thiền sư Hổ Khâu Thiệu Long 1077-1136. Kiến lìa chỗ thấy, kiến khôn phân, mong được no cơm áo ấm thân. Vật vốn đã không trần há khởi, duyên đà từ bỏ thoát căn phận. Gió lay nước chảy phô trương đạo, mưa tạnh trời trong hiển quá thật. Vượt thoát hiểm nguy trùm mái tạo, xưa nay mới gặp bậc hiền nhân. Thiền sư Hổ Khâu Thiệu Long người Hàm Sơn, Hòa Châu. Ban đầu ngài tham quyết Trường Lô Sùng Tính, sau đó theo học với thiền sư Viên Ngộ. Một hôm Viên Ngộ hỏi: Lúc thấy còn có khái niệm thì cái thấy không phải là thấy, nếu thấy lìa khái niệm thì cái thấy ấy chẳng thể được. Viên Ngộ đưa nắm tay lên hỏi tiếp: Ông thấy gì không? Thưa con thấy. Ông lại chồng thêm một cái đầu nữa rồi. Ngài nghe vậy trong tâm chợt rỗng lặng khế hội. Viên Ngộ quát: Ông đã thấy được đạo lý gì? Ruột trúc đặc không ngăn dòng nước chảy. Viên Ngộ gật đầu hài lòng. Một hôm có người đến hỏi Viên Ngộ: Đàn chủ Thiệu Long dễ dãi như thế, sao làm được gì? Viên Ngộ mắng: Đồ cộp ngủ. Về sau ngài đến thuyết pháp ở chùa Khai Thánh, tiếp đó trở về Chương Giáo, cuối cùng đến Hổ Khâu. Ngày 8 tháng 5 năm Bính Dần, tức niên hiệu Thiệu Hưng thứ 6 1137, đời vua Tống Cao Tông, ngài an nhiên thệ tịch, tháp an trí nhục thân ngài ở phía tây nam núi Hổ Khâu. Bài 8. Thấy không là thấy, điện chớp sao xa, ruột trúc nước chảy, đất bằng thuyền qua. Đồ cộp ngu si, chiếm cứ rừng già, bên thềm gió rít, vạn đời thông dâm. Đời thứ 50, Thiền sư Ứng Am Đàm Hoa 1103-1163. Đại sự chưa thông mất mẹ cha, việc lớn xong rồi càng xót xa. Dân lễ niêm hương ân đức tổ, cúng hoa kính phụng đức toàn gia. Binh đao dứt sạch ngày no ấm, mưa gió yên lành xuân hát ca. Đạo lý hương thơm tràn khắp cõi, cam lộ rưới tỉnh khách ta bà. Thiền sư Ứng Am Đàm Hoa họ Giang, người Quỳnh Mai, Kỳ Châu, nay thuộc tỉnh Hồ Bắc, theo làm thị giả thiền sư Hổ Khâu, được đốn ngộ đại sự.
Đến ngày giỗ thiền sư Hổ Khâu Thiệu Hưng, ngài niêm hương khấn. Chẳng hứng thú gì, cả một đời gặp phải lão hòa thượng không phân biệt tốt xấu. Con đã làm đủ mọi cách nhưng không sao khế ngộ. Suốt 20 năm qua, ngồi sạp gỗ, treo đầu dê, bán thịt chó. Từ ngày con trút bỏ can qua, mặc tình khoác y ăn uống, việc ấy đã có bằng chứng rõ ràng. Dẫu vậy, nhưng mỗi năm cứ đến ngày dâng hương giỗ thầy, khiến người thiên cổ càng thêm hận. Ngày 13 tháng 6, niên hiệu Long Hưng thứ nhất 1163, đời vua Tống Hiếu Tông, ngài an nhiên thệ tịch, trụ thế 61 năm, hạ lạp 43, tháp toàn thân ở chùa Thiên Đồng, trước đỉnh Thái Bạch. Bài 8. Giết sạch can qua, thái bình thiên hạ, que phẫn đốt lên, đàn trầm thỉnh chứng. Trên ngọn Thái Bạch xanh đỏ muôn màu, khắp cõi xuân về, hoa trôi khắp suối. Đời thứ 50, thiền sư Tế Điên Đạo Tế, 1140-1209. Mắt nhìn ngũ sắc có như không, tai tiếp bát âm chẳng để lòng, mũi ngửi trăm mùi nào phân biệt, lưỡi ngầm các vị đắng cay nồng. Thể thân chạm vật xa trơn láng, ý thức phan duyên diệt mất tông. Khen ngợi chê bai nào để già, nhưng như rực rỡ tánh linh không. Thiền sư Tế Điên Đạo Tế, người Thiên Thai, là hậu duệ của Phò Mã họ Lý. Cha ngài tên Mậu Xuân, là người hiện thiện sống ở Xuân Phượng. Khi cậu con ở Thiên Thai, bà Dương nằm mộng thấy nút mặt trời, sau đó hạ sinh ngài. Năm 18 tuổi, ngài lễ hạt đường Huệ Diễn ở chùa Linh Ẩn xuất gia và được mật ấn. Sau đó về ở chùa Tịnh Từ. Ngài là người thanh cao khoáng đạt, nói năng tự tại, hành vi khó lường. Chốn nhà dâm quán rượu chẳng sợ dèm pha. Người đời gọi ngài là Tế Điên. Lúc sắp lâm chung, ngài nói kệ: 60 năm phiêu bạc đó đây, vách phên trống toát chẳng hề lay. Bây trừ khăn gói quay về lại, dòng xưa còn mãi nước trời mây. Sau ngài thị tịch, có người gặp ngài dưới tháp Lục Hòa. Ngài gửi thư về có đoạn: nhớ mũi tên xưa xước cả mày, nay còn cảm thấy lạnh rợn tai. Chẳng hay mặt thật không người biết, lại đến Thiên Thai thử một ngày. Thế nên ngài được xếp vào một trong 500 vị ứng chân ở Thiên Thai. Bài 8. Không y bổn phận, say khước ngã nghiêng, khuấy động thế giới, dối gạt đất trời, lật ngược khuôn phép, thoát khỏi buộc ràng, ẩn chốn Thiên Thai, danh thơm truyền mãi. Đời thứ 51, thiền sư Mật Am Hàm Kiệt, 1118-1186. Chánh nhân pháp nhãn khởi đầu tham, thẩm thấu nghi tình chốn pháp đàn. Tâm chánh đạo tràng thường phản lặng, ý chân đức nghiệp rõ thần quan. Tường phù quá tạng ngôi tòa chủ, Linh Ẩn kính sơn dị giác hoạt. Thái Bạch lối về nơi tĩnh lặng, Thiên Đồng dựng tháp giữa mây ngàn. Thiền sư Mật Am Hàm Kiệt họ Trịnh, người Phúc Châu, tham học với thiền sư Ứng Am. Một hôm Ứng Am hỏi: thế nào là chánh pháp nhãn tàng? Ngài đáp: đập vỡ bồn cát. Ứng Am gật đầu hài lòng. Vậy sao ngài thuyết pháp độ chúng ở chùa Ô Cự nước Dậy, rồi lần lượt ở các chùa như Tương Phù Qua Tạng ở Tưởng Sơn, lại dân chiếu đến trụ trì chùa Linh Ẩn ở Kính Sơn. Đến tuổi xế chiều, ngài về ở núi Thái Bạch cho đến ngài an nhiên thị tịch, tháp an trí ở Trung Phong núi Thiên Đồng. Bài 8. Diệt chánh pháp nhãn, phá nát bồn cát, nêu lên triệt để đốn ngộ càn khôn, Phật tổ rác rưởi chôn cháu con ta, công lao khó nhọc vạn đời xử phân. Đời thứ 52, thiền sư Phá Am Tổ Tiên, 1136-1211. Phá Am Tổ Đức cháu con đông, Tây Thục Đông Ngô giảng pháp không. Hàm công phân chủ khuyên cố gắng, tâm dưỡng khó dựng nhắc kẻ ngông. Vốn không một vật dình chi mệt, nào phải dạng duyên nước giữa dòng. Rong ruổi tìm cầu ngày tháng chết, cao xa mơ mộng kiếp tan bồng. Thiền sư Phá Am Tổ Tiên họ Dương, người Quảng An, tham học với tổ Mật Am ở Linh Ẩn. Một hôm ngài đang thuyết pháp, có người hỏi:
Tâm viên ý mã không thể nắm bắt, xin hòa thượng từ bi khai thị. Ngài đáp: Nắm bắt nó làm gì? Hãy như gió thổi, nước tự nhiên thành gợn sóng lăn tăn. Về sau ngài thị tịch tháp An Trí tại chùa Tú Phong thuộc Cô Tô. Bài 8. Nắm bắt làm gì? Sớm đà tỏ rõ, gió thổi sóng gần, mây trôi én điện, lời trước câu sau giết người vô số, cây đổ trời thu, thước ca khó thấy. Đời thứ 53, thiền sư Vô Chuẩn Sư Phạm, 1178-1249. Ngước nhìn cao vút thấu chân thiên, sư phạm muôn đời kim cổ truyền, mang kiếm đến đây tìm bắt giặc, dùng đao vào biển diệt quan khiên, tỏ tường sống chết thành công lớn, độ hết ta người tọa Bảo Liên. Ai hỏi lão tăng về việc ấy, thiên thai cầu đá hãy tham liền. Thiền sư Vô Chuẩn Sư Phạm họ Ung, người Tử Châu đất Thục. Trên bước đường thăm yết thiền cơ, đầu tiên ngài học với tổ Dục Cương Phật Chiếu. Phật Chiếu hỏi: Quê quán của ông ở đâu? Thưa: ở Kiếm Châu. Và ông có mang kiếm theo không? Ngài hét lớn. Phật Chiếu cười nói: Gã đầu đen này ồn ào quá. Thời gian sau, ngài đến đạo tràng của ngài Phá Am Linh Ẩn, được cử làm thủ chúng. Hôm nọ, ngài cùng Phá Am đi dạo ở đỉnh Thạch Duẩn, có một đạo nhân đến thỉnh ích. Phá Am dạy tham câu thoại con dượng, ngài đứng hầu bên cạnh nghe câu này liền đại ngộ. Về sau ngài hoằng pháp ở Kính Sơn, hết lòng kính thờ ngài Phá Am tổ tiên. Ngày 15 tháng 3 năm Mậu Thân 1248, niên hiệu Thuần Hữu thứ 8, đời nhà Tống, ngài viết kệ: Đến đây trống quan quát, ra về sạch trọi chân, muốn hỏi điều chân yếu, chiếc cầu đá thiên thai. Bài 8. Nơi đỉnh Thạch Duẩn bắt được Di Hầu, thùng cây thủng đáy, pháp tràng dựng cao, hùng như sấm sét, chỉ là cọp thỏ, một giọt nhỏ thêm cam lộ tuôn cạn. Đời thứ 54, thiền sư Tuyết Nham Tổ Khâm, 1287. Tuyết Nham lạnh lẽo vắng dân cư, tăng chúng ít người thế tục dư, thuở trước tham thiền đồng chung hội, thức kỳ sâu cạn vốn thiên tư, quyết lòng nung chí quy nguồn cội, vững dạ bền gan tỏ đạo từ, trúc mảnh tùng cao đều sở đắc, diều bay cá dược hiển thiện cơ. Thiền sư Tuyết Nham Tổ Khâm không rõ năm sinh và quê quán ở đâu. Ban đầu ngài đến chùa Sông Lâm thăm học với Đoản Bồng Diễn, sau đó đến thăm yết thiền sư Vô Chuẩn. Vô Chuẩn đeo câu thoại chủ nhân ông, ngài tỏ ngộ chút ít, nhưng đến câu lỗ mũi nạp tăng và nanh vuốt Phật tổ thì không đáp được. Ngài thăm chỗ gút mắt này suốt 10 năm trời. Sau đó ngài đến chùa A Dục, thấy Phật điện liền bước đến, ngẩng đầu mở mắt ra, chợt đụng phải cây bách già. Ngay lúc đó những nghi tình từ trước đến nay đều dở sạch. Ngài chợt nhận ra chỗ ở của ông già Kính Sơn thật cao vợt. Suốt 30 năm du phương, về sau ngài ra hoằng pháp ở chùa Long Hưng, Đàm Châu, danh tiếng vang khắp một thời. Cuối đời ngài trụ tại chùa Ngưỡng Sơn thuộc Diên Châu, vào niên hiệu Chí Nguyên thứ 27. Thế Tổ nhà Nguyên, ngài An Nhiên thị tịch, trụ thế hơn 70 tuổi. Tác phẩm Tuyết Nham Hòa Thượng Ngữ Lục, 4 quyển. Bài 8. Nghi tình nát dụng, bách già ngút cao, vị trí Kính Sơn, vừa 30 trượng, trung nguyên đốn ngộ, quét sạch mê mờ, thái bình không vết, Tuyết Nham ngất trời. Đời thứ 54, thiền sư Vô Dụng Hiền Khoan, 1326. Vừa gặp kim ngưu chợp hét liền, nước trong tầng đáy mặt hồ yên, đuổi nhau đánh quát trừ tâm chấp, thể hiện ân quy tỏ lý thiền, các pháp sạch không bày thật tướng, xả buông vạn mối hiển chân nguyên, Phật quang chiếu khắp hằng xa cõi, quy hướng thánh tăng khắp mọi miền. Thiền sư Vô Dụng Hiền Khoan họ Châu, người Quá Châu, đến thăm yết tổ Kim Ngưu ở Giả Phụ. Vừa gặp ngài, Kim Ngưu hét, ngài cũng không vừa, quát lại. Kim Ngưu nói: Ông học những thứ rỗng tuếch này từ đâu thế? Rất nhiều người mắc phải cái nghi này. Kim Ngưu liền quất ngài một gậy.
Hôm sau gặp lại, Kim Ngưu đưa vào thất, thấy nồi canh đang nấu, nước trào xuống lò, tro bốc lên, thì ngài quát nhiên đại ngộ, mồ hôi toát ra ướt cả lưng. Ngài trình kệ trong đó có câu: đáy nước trâu bụng gầm một tiếng, mười phương xa giới thảy kinh thiên. Kim Ngưu gật đầu rất hài lòng về ngài. Niên hiệu Chí Trị 1321-1324, ngài hoằng pháp ở chùa Phổ Minh, Thái Hồ. Tăng chúng theo học rất đông. Một đêm nọ, dân chúng thấy có ngọn thiên đăng soi sáng khắp nơi, ai nấy đều khen. Từ việc lạ ấy nên ngài được ban hiệu là Phật Chiếu Duy Ngộ. Ngày 15 tháng 9, niên hiệu Thái Định thứ 3, 1327, nhà Nguyên, ngài viết kệ rồi an nhiên thị tịch tháp thờ nhục thân ở Thái Hồ. Bài 8. Kim Ngưu vừa hét, tùng đá mịt mù, mây xuân hạt núi hồ thu trong ngần, đèn pháp chiếu xuống, mặt đất ánh lên, đông tây nam bắc hết thảy vẹn toàn. Đời thứ 55, thiền sư Cao Phong Nguyên Diệu 1238-1295. Lấy cùng vô lễ đánh không tha, tiếng thoái loanh quanh khó vượt qua, chẳng bị cảnh xoay tam mùi chứng, chịu làm thay chết tử quan à. Đại hùng đại trí tâm buông xả, chí hỷ chí bi cứu độ tà, vững chắc tòa sen tây thiên mục, kim cang bảo sở sẵn danh tòa. Thiền sư Cao Phong Nguyên Diệu, họ Từ, người Ngô Giang, đến tham học với thiền sư Tuyết Nham. Một hôm, ngài vừa mở miệng đã bị Tuyết Nham đánh một gậy rồi đuổi ra. Về sau, đọc được bài Chân Tán của Hòa Thượng Ngũ Tổ Diễn, ngài tỏ ngộ chút ít. Một hôm, Tuyết Nham hỏi: đất trời bao la, ông có thể làm chủ được không? Dạ được. Lúc nằm mộng, ông làm chủ được không? Dạ được. Chính ngay lúc ngủ say, không mộng, không tưởng, không thấy, không nghe, thì chủ nhân ông ở chỗ nào? Ngài không đáp được, liền vào núi Long Tu, tu tập suốt 5 năm. Hôm nọ, người bạn đồng tu bên cạnh làm rớt chiếc gối, ngài nghe tiếng động, bỗng nhiên triệt ngộ và nói: chốn cũ người xưa vẫn còn đây, nào hay diện mục chẳng đổi thay. Ngài liền đến thiên mục, đóng cửa thất tử quan để tu tập. Khi lâm chung, ngài nối kệ rồi an nhiên thị tịch, tháp được an trí ở tử quan. Bài 8. Gối nằm rơi xuống, vỡ nát hư không, đoàn hiểm Tuyết Nham, rồng voi tháo chạy. Một roi trúc bệ chấn động hoàng vũ, sừng sững dút cao, đỉnh tây thiên cổ. Đời thứ 55, thiền sư Cao Ly Thiết Sơn Quỳnh. Tương Đàm xuất hiện bậc tài danh, Long Tượng pháp môn đại hoằng hành, núi Thiết Cao Ly truyền đạo pháp, Cổ Nham triều chánh ngưỡng tăng thanh, công phu còn thiếu cần tu luyện, Đại Cát tiệm vàng luống nhọc thân, trăm luyện nghìn trui thành pháp khí, tám phương mưa gió chẳng hề hanh. Thiền sư Thiết Sơn Quỳnh, người Tương Đàm, 18 tuổi xuất gia, đến tham yết thiền sư Tuyết Nham. Nhiều lần ngài vào thất trình kiến giải, nhưng Tuyết Nham chỉ nói vẫn còn thiếu. Hôm nọ ngài gặp phải chữ khiếm, thân tâm bỗng nhiên tiệt ngộ, bèn nhảy xuống giường thiền đến chỗ Tuyết Nham thưa: thầy nói con còn thiếu cái gì? Tuyết Nham bèn lệnh cho ba đấm, ngài quỳ xuống đảnh lễ, Tuyết Nham hài lòng. Thời gian sau, ngài đến tham vấn thiền sư Đông Nham. Đông Nham hỏi: tâm không Phật, trí không đạo, thượng tọa hiểu như thế nào? Ôm tan vật kêu quan: không tâm, không Phật, không vật, đó là cái gì? Giữa mày có con chim cắt bay vút lên trời. Vua nước Cao Ly cảm mến đức độ của ngài, liền thỉnh đến Cao Ly hoằng dương Phật pháp. Sau đó ngài đến hoằng pháp ở Từ Hoa thuộc Diên Châu, rồi ở đó thị tịch, tháp được an trí phía sau Quan Âm Cát. Trích quyển 5 Tăng Tập Tục truyền đăng lục, do ngài Giang Tú soạn vào niên hiệu Vĩnh Lạc 1403-1425 đời Minh. Bài 8. Phá vỡ đầu lâu, một dùi đau điếng chẳng thiếu chút nào, cần chuyên tham cứu, mặt mũi quỷ rồng có ai hay. Dạng dầm xa xôi hơi hướng bay, giữa mày chim cắt bay cao vút, lưới pháp bủa văng khắp chốn này. Đời thứ 55, thiền sư Độc Am Đạo Diễn.
1335-1418. Tỳ kheo thị hiện tể quan thân, tam muội thần thông khóc quỷ thần, đối cảnh vô tâm tham tạo quá, lâm cơ diệt sạch giặc vô nhân. Phụ tá hoàng triều nên nghiệp cả, đất nước quan dinh giúp thánh quân. Đạo diễn độc am vua thưởng tặng, ngày nhàn tu tập tiến lên dần. Thiền sư độc am đạo diễn họ Diêu, người Tương Thành thuộc Tô Châu. Năm 14 tuổi, ngài xuất gia ở am Diệu Trí trong làng, rồi theo tôn giả Hư Bạch Lượng Công tu tập Thiên Thai giáo quán. Sau tham yết Ngu Am, lĩnh hội thiền pháp, rồi giữ chức thư ký ở đó suốt 3 năm. Về sau, ngài giảng pháp ở chùa Phổ Khánh, rồi đến Thiên Long. Có lần, ngài ghi dưới bức ảnh một bài thơ: khám phá ba tiêu dung gậy chơi, đẳng nhàn bừng ngộ và thảnh thơi, tùy duyên ứng dụng vô quái ngại, thẳng tiếng hư không nở nụ cười. Giữa niên hiệu Vĩnh Lạc 1403-1425, nhờ có công hộ giá, thành Tổ Văn Hoàng Đế định phong tước nhưng ngài không nhận. Hôm nọ nhà vua xuống chiếu mời ngài vào cung, ngầm sai người lấy quan phục khoác lên người và phong tước là Thái tử Thiếu Sư. Bất đắc dĩ ngài dâng lệnh vua nhậm chức. Về sau ngài lâm bệnh, nhà vua đích thân đến thăm. Khi thị tịch, ngài được phong là Dinh Quốc Công, thụy hiệu Cung Tỉnh. Lúc trà tiền xong, lưỡi còn nguyên vẹn. Xá lợi năm sắc, tháp an trí ở Tây Sơn, trụ thế 84 năm. Bài 8. Bồ Tát nhập thế 32 thân, thị hiện chẳng đồng, quán nghe tiếng đời. Đại sư như thế, khó lường tôn nhan, tổn mình giúp đời, thần nhân hoan hỷ.